Chào mừng đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, những câu chuyện liều mình cứu Chúa của các dũng tướng đã không còn xa lạ gì trong lịch sử Việt Nam, và câu chuyện về danh tướng Châu Văn Tiếp là một trong số đó. Là danh tướng Việt Nam cuối thế kỷ 18 dưới thời Nguyễn Phúc Ánh, là người có học, biết nhiều thứ tiếng, ngoại giao tốt, do từng là thương buôn và rất giỏi võ nghệ, sở trường là đại đao. Châu Văn Tiếp vì Chúa liều mình được người đời xưng tụng là một trong tam hùng gia Định, là ba người anh hùng của đất Đồng Nai, dân gian còn gọi là ba cọc gấm của đạo binh Bến Nghé. Việt Sử Toàn Thư sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về dũng tướng Châu Văn Tiếp qua video ngay sau đây. Trước đó, nếu lần đầu theo dõi video trên kênh của chúng tôi, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và theo dõi các thông tin được cập nhật trên fanpage Việt Sử Toàn Thư. Con người mưu nghiệp lớn. Châu Văn Tiếp hay Chu Văn Tiếp, sinh năm 1738, mất năm 1784, tên tộc là Châu Doãn Ngạnh. Ông vốn là người gốc Bình Định, sinh quán tại huyện Phù Mỹ, sau dời về thôn Vân Hòa, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Gia đình ông chuyên nghề buôn bán, chủ yếu là buôn ngựa, nhưng có học hành. Châu Văn Tiếp có người anh cả là Châu Doãn Chữ, hai em là Châu Doãn Chấn, Châu Doãn Húc, tất thảy họ đều làm tướng. Châu Văn Tiếp còn có người em gái là Châu Thị Đậu, được người đời biết đến là Châu Muội Nương, có chồng là tướng Lê Văn Quân. Một dòng thế phiệt trăm anh giữa đời loạn lạc, tiếc rằng anh em Châu Văn Tiếp sau này, kẻ chết trước, người chết sau và đều không có con thừa tự. Buổi đầu, Châu Văn Tiếp theo nghề buôn ngựa, có dịp đi đây đó nên thông thạo tiếng Chân Lạp, Xiêm La, và nhờ vậy quen biết khá nhiều người mà sau này trở thành vương tướng của nhà Tây Sơn như Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Võ Đình Tú. Lấy lý do chống lại sự áp bức của quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn Nhạc cùng hai em là Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cất binh khởi nghĩa vào năm 1771. Biết tài Châu Văn Tiếp, Nguyễn Nhạc cho người đến mời tham gia, nhưng ông khéo từ chối. Để tạo cho mình một thế đứng trong việc mưu nghiệp lớn, bốn anh em Châu Văn Tiếp chiêu tập dân quân đến chiếm giữ núi Tà Lương thuộc Phú Yên. Nguyễn Nhạc cử người đến mời lần nữa, Châu Văn Tiếp bày tỏ chính kiến của mình là không muốn thay ngôi chúa Nguyễn, mà chỉ muốn tôn phủ Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương, muốn diệt trừ những tham quan, những quyền thần, và Nguyễn Nhạc đã đồng ý. Hứa hẹn là vậy, nhưng khi kéo binh đến Quy Nhơn thì Châu Văn Tiếp mới hay Nguyễn Nhạc đã bội ước. Ông liền rút quân về núi cũ, dựng cờ khởi nghĩa, đề lên bốn chữ Lương Sơn Tá Quốc, quân giỏi ở núi rừng lo giúp nước để đối đầu với quân Tây Sơn. Quy thuận chúa Nguyễn. Khi ấy, Lưu Thủ Dinh Long Hồ là Tống Phước Hiệp, mất năm 1776, đang đóng quân ở Vân Phong, nay thuộc Khánh Hòa, khuyên ông nên quy thuận chúa Nguyễn và ông đã nghe theo. Tháng 3 năm Đinh Dậu năm 1777, quân Tây Sơn vào đánh Gia Định, Tống Phước Hiệp lui về tiếp cứu, giao cho ông giữ Phú Yên, Bình Thuận. Tình hình Gia Định càng thêm nguy khốn, ông cùng Đỗ Thanh Nhơn đem quân đi kháng cự, nhưng do đối phương quá mạnh mà Lý Tài và Đỗ Thanh Nhơn luôn hiềm khích. Châu Văn Tiếp buộc phải dẫn bộ hạ về lại núi Tà Lương, đành để Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân Chánh Vương Nguyễn Phúc Dương bị quân Tây Sơn truy đuổi rồi bị bắt và giết hết. Sau cuộc đại bại ấy, dòng tộc chúa Nguyễn chỉ còn mỗi chàng trai 17 tuổi Nguyễn Phúc Ánh trốn thoát. Cho nên sau khi Đỗ Thanh Nhân lấy lại Gia Định, Nguyễn Phúc Ánh được tướng sĩ rước về tôn làm Đại Nguyên Soái, nhiếp quốc chính rồi xưng vương tại Sài Gòn năm Canh Tý năm 1780. Sang Xiêm cầu viện. Năm Tân Sửu năm 1781, Châu Văn Tiếp liên kết với hai đạo quân khác để đánh Bình Khang. Nhưng đạo quân của Châu Văn Tiếp chưa kéo binh ra khỏi hậu cứ Phú Yên, đã bị trấn thủ nơi này là Nguyễn Văn Lộc đánh cho tan tác, khiến ông lại phải trốn vào núi Tà Lương. Đạo quân do Tôn Thất Dụ từ Bình Thuận tiến ra, bị trấn thủ Lê Văn Hưng đem tượng binh trấn áp làm cho tan vỡ. Đạo thủy quân của Tống Phước Thiêm thì không thể xuất phát được vì quân Đông Sơn đang khởi loạn ở Gia Định.
do chủ tướng của họ là Đỗ Thanh Nhơn vừa bị Nguyễn Phúc Ánh mưu hại năm 1781. Nhân cơ hội nội bộ nhà Nguyễn đang rạn nứt, tháng 3 năm Nhâm Dần năm 1782, Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Nhạc mang quân thủy bộ tiến vào Nam. Hai bên đụng độ dữ dội ở khu vực sông Ngã Bảy, Thất Kỳ Giang, nơi cửa Cần Giờ. Cuối cùng, Nguyễn Phúc Ánh lại phải bỏ chạy ra đảo Phú Quốc thuộc Kiên Giang. Một lần nữa, đạo quân Lương Sơn của Châu Văn Tiếp vào tiếp cứu. Khi ấy, Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc đã rút quân về, nên quân Lương Sơn đánh đuổi được tướng Tây Sơn là Đỗ Nhàn Trập, lấy lại Sài Gòn. Nhờ đại công này, Châu Văn Tiếp được phong ngoại tả chưởng dinh. Tháng 2 năm Quý Mão năm 1783, Nguyễn Nhạc lại sai Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Lê Văn Hưng, Trương Văn Đa mang quân vào Nam. Châu Văn Tiếp dùng hỏa công nhưng bị trở gió nên thua trận. Chúa Nguyễn phải chạy xuống Ba Dòng, Định Tường, còn Châu Văn Tiếp phải men theo đường núi qua Cao Miên rồi qua Sim cầu viện. Chết giữa trận Tiền. Nước Sim lúc bấy giờ ở dưới triều vua Chất Tri, đương lúc thịnh vượng và đang nuôi tham vọng nuốt Cao Miên và Gia Định để mở rộng bờ cõi. Cho nên, khi nghe Châu Văn Tiếp, một bề tôi thân tín của Chúa Nguyễn đến cầu cứu, vua Sim liền đồng ý. Được hứa hẹn, Châu Văn Tiếp gửi ngay mật thư báo tin cho Nguyễn Phúc Ánh. Sau khi hội đàm với tướng Sim tên là Thác Si Đa tại Cà Mau vào tháng 2 năm Giáp Thìn năm 1784, Chúa Nguyễn sang Vọng Các hội kiến với vua Sim. Được tiếp đãi và giúp đỡ, Chúa Nguyễn tổ chức lại lực lượng gồm các quân tướng đi theo và nhóm người Việt lưu vong tại Sim, cả thảy trên dưới 1000 người. Cử Châu Văn Tiếp làm Bình Tây Đại Đô Đốc, Mạc Tử Sanh còn Mạc Thiên Tứ làm tham tướng để dẫn quân Sim về nước đánh nhau với quân Tây Sơn. Tháng 7 năm ấy, vua Sim La sai hai người cháu, cũng là hai viên tướng cao cấp là Chiêu Tăng và Chiêu Sương, đem 20,000 quân thủy cùng 300 chiến thuyền vượt vịnh Sim La qua ngã Kiên Giang sang giúp. Ngoài ra, còn có đạo bộ binh gồm khoảng 30,000 quân do các tướng Lục Côn, Sa Uyển, Chiêu Thủy Biện, một cựu thần Chân Lạp thời Sim, chỉ huy, băng qua đất Chân Lạp rồi tràn vào nước Việt qua ngã An Giang. Ngày 13 tháng 10 cùng năm, tức ngày 25 tháng 11 năm 1784, Châu Văn Tiếp giáp chiến với quân Tây Sơn. Châu Văn Tiếp dẫn thủy binh tiến đánh quân Tây Sơn ở sông Măng Thiết, địa phận Long Hồ, nay là Vĩnh Long, chưởng Cơ Bảo, chưởng Tiền Bảo ra sức chống cự. Châu Văn Tiếp nóng lòng muốn thắng liền nhảy lên thuyền địch định chém, nhưng rồi lại thấy bị quân Tây Sơn đâm trúng trọng thương, ngã xuống sông, quân Chúa Nguyễn lập tức nhảy xuống vớt tiếp lên. Thế tổ Nguyễn Phúc Ánh phải ra cửa lệnh cho quân đánh gấp, chém được trưởng Cơ Bảo, nhưng mệnh của Tiếp cũng không cứu được. Tiếp bị thương nặng, than rằng, trời chưa muốn ta dẹp Tây Sơn hay sao, nên dứt mạng ta. Nói xong thì chết, hưởng dương 46 tuổi. Nhận được tin, Nguyễn Vương tỏ lời thương tiếc mà than rằng, trong vòng 10 năm lại đây, Tiếp với ta cùng chung hoạn nạn, nay giữa đường Tiếp bỏ ta mà đi, chưa biết ai có thể thay ta nắm giữ việc quân. Đệ nhất đẳng khai quốc công thần. Năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Gia Long, sai Đặng Đức Siêu soạn văn tế và truy phong Châu Văn Tiếp là tá quân đô đốc, tước Lâm Đảo quận công và cho lập đền thờ ở Hắc Lang, nay thuộc xã Tam Phước, thị trấn Long Đất, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Năm Giáp Tý năm 1804, Châu Văn Tiếp được thờ nơi đền Hiền Trung, Sài Gòn. Đến năm Gia Long thứ 6, năm 1807, xét công lao các bề tôi qua Vọng Các, Sim La, ông được liệt hàng đệ nhất đẳng khai quốc công thần và được thờ tại Trung Hưng Công Thần Miếu, Huế. Đến năm Vua Minh Mạng thứ 12, năm 1831, ông được truy phong tước Lâm Thao quận công. Năm Tự Đức thứ 3, năm 1850, nhà vua cho xây dựng lại đền ở Hắc Lang và đã bị chiến tranh tàn phá nặng. Chỉ còn trơ lại nền đất và móng đá hiện ở phía trước chùa Bửu Quang. Nguyễn Tri Phương đồng cảm. Nguyễn Tri Phương, một danh tướng triều Nguyễn, trải qua các đời từ vua Minh Mạng đến đầu thời Tự Đức, làm đến chức phụ chính đại thần. Ông là một vị quan thanh liêm, cần mẫn việc nước, đã nêu tấm gương trung liệt trong quá trình chống Pháp.
Năm Tự Đức thứ tư, năm 1851, Nguyễn Tri Phương cùng Phan Thanh Giản, sinh năm 1796, mất năm 1867, được cử làm chính, phó kinh lược xứ Nam Kỳ. Trong thời gian này, ông có công lập được nhiều đồn điền, khai khẩn đất hoang, dân cư địa phương được an cư lập nghiệp. Năm Tự Đức thứ 8, năm 1855, Khâm Mạng Đại Thần Nguyễn Tri Phương đi kinh lược Nam Kỳ, có đến viếng đền Châu Quận Công ở Măng Thiết thuộc xã Tân Long Hội, huyện Măng Thiết và có làm thờ điếu, hiện vẫn còn lưu giữ ở đền thờ. Qua sông Măng Thiết cảm anh hào vì chúa liều mình tiết nghĩa cao, trăm trận sông pha oai chẳng giảm, mấy lần nguy hiểm bụng không sao, có cây giống nhuộm màu lưu huyết, trong gió nghe như tiếng nộ đào. An Hội Miếu Linh còn tạc để, ngàn thu danh giá biết đường bao. Bài thơ còn có giá trị lớn về phương diện lịch sử. Ngoài ra, tác giả còn thể hiện sự kính ngưỡng và đồng cảm của mình. Một vị đại thần thuộc thế hệ sau đối với một danh tướng thuộc thế hệ tiền bối, người có công lớn trong buổi đầu quá trình thành lập triều đại mà mình đang phụng sự. Về Châu Thị Đậu, tục gọi là Châu Muội Nương, em gái Châu Văn Tiếp, là người giỏi võ nghệ. Khi Lê Văn Quân còn có tên là Duân hay Câu, người định tượng ra phò tá Châu Văn Tiếp ở núi Trà Lương, hai người quen nhau và trở thành vợ chồng. Cũng như chồng, bà giúp chúa Nguyễn rất tận lực. Những lúc xông pha ra chiến trận, bà chẳng kém gì trai. Những ngày theo Nguyễn Phúc Ánh sang Vọng Cát, chính bà đã hai lần cầm binh đánh thắng quân Miến Điện và quân Chà Và, Sa Va, theo lời yêu cầu tiếp viện của vua Xiêm, khiến người Xiêm rất thán phục. Được tôn thờ, nhận được tin, Nguyễn Vương tỏ lời thương tiếc. Trong vòng mười mấy năm lại đây, Tiếp với ta cùng chung hoạn nạn. Này giữa đường Tiếp bỏ ta mà đi, chưa biết ai có thể thay ta nắm giữ việc quân. Nguyễn Vương dạy lấy ván thuyền ghép thành hòm, dùng nhung phục khấn liệm, rồi cho chôn tại làng An Hội, cồn Cái Nhâm, Tam Bình, Vĩnh Long. Về sau, thâu phục được gia định, Nguyễn Phúc Ánh cho cai táng tại xã Hắc Lang, huyện Phước An, thuộc dinh Trấn Biên, nay thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Gia Long, truy phong ông là Tả Quân Đô Đốc, tước Quận Công, và cho lập đền thờ ở Hắc Lang, nay thuộc xã Tam Phước, thị trấn Long Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Năm Giáp Tý năm 1804, Châu Văn Tiếp được thờ nơi đền Hiền Trung, Sài Gòn. Đến năm Gia Long thứ 6 năm 1807, xét công lao các bề tôi qua Vọng Cát, Xiêm La, ông được liệt hàng đệ nhất đẳng khai quốc công thần và được thờ tại Trung Hưng Công Thần Miếu, Huế. Đến năm Vua Minh Mạng thứ 12 năm 1831, ông được truy phong tước Lâm Thao, Quận Công. Năm Tự Đức thứ 3 năm 1850, nhà vua cho xây dựng lại đền ở Hắc Lang vì đã bị chiến tranh tàn phá nặng, chỉ còn trơ lại nền đất và mỏng đá hiện ở phía trước của chùa Bủ Quang. Nhưng năm sau, 1851, mới được khởi công ở nơi mới, cách nơi cũ khoảng 500 mét. Năm 1920, đền thờ lại đổ nát. Mãi đến thờ Loa Mè làm tỉnh trưởng Bà Rịa, nhân dân trong tỉnh tự tổ chức quyên góp và tái thiết đền với quy mô lớn. Theo sổ tay hành hương đất phương Nam, dưới thời Pháp thuộc, các đền thờ công thần triều Nguyễn đều được đổi tên thành đình làng. Cũng chính vì thế, đền thờ ông Tiếp trở thành đình Hắc Lang. Hiện nơi đình vẫn thờ chiếc ngai do Gia Long ban thưởng, khuôn biển có khắc bốn chữ thép vàng, Lâm Thao, Quận Công cùng nhiều sắc phong của các vua Nguyễn. Năm Tự Đức thứ 8 năm 1855, Khâm Mạng Đại Thần Nguyễn Tri Phương đi kinh lược Nam Kỳ, có đến viếng đền Châu Quận Công ở Măng Thiết, nay thuộc xã Tân Long Hội, huyện Măng Thiết, và có làm thơ điếu, hiện vẫn còn lưu giữ ở đền thờ. Châu Văn Tiếp mất không có con trai, cháu ngoại là Nguyễn Văn Hóa, con của Châu Thị Đậu, nhận phần phụng tự. Theo sổ tay hành hương đất phương Nam dưới thời Pháp thuộc, các đền thờ công thần triều Nguyễn đều được cải danh thành đình làng. Cũng chính vì thế, đền thờ ông Tiếp trở thành đình Hắc Lang. Hiện nơi đình vẫn thờ chiếc ngai do vua Gia Long ban thưởng, khuôn biển có khắc bốn chữ thép vàng, Lâm Thao, Quận Công cùng nhiều sắc phong của các vua Nguyễn.
Mộ Châu Văn Tiếp tọa lạc tại ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Ngôi mộ được xây với quy mô khá bề thế, tương xứng với vị trí của một bậc đệ nhất công thần nhà Nguyễn. Mộ có diện tích 153m2, xây bằng gạch, hỗn hợp vôi, mật mía, gồm các công trình, bình phong, cổng mộ, văn bia, cổng tả, cổng hữu, mộ chính, bia hậu chấm, mộ phu nhân của ông.